Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Yeah. Rồi ôm nhau một cái. Ôm nhau một cái. Rồi, đó. Bà là tiêu. Và bà là tiêu. Rồi, thôi. Bà là tiêu, Rồi bây giờ bà bán ngày mai là sinh nhật con rồi. Con biết là ngày mai là ngày mấy không? Dạ biết. Ngày mấy? Ngày 15 tháng 11. Năm? Năm 2022. Dạ, năm 2022. Là con mấy tuổi ngày mai? Mấy tuổi? Mấy? Sáu. Tốt. Và bây giờ chúng ta đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta ăn sinh nhật nha. Vậy đâu đó. Đó, con ngủ một giấc thôi là con đã thành 6 tuổi rồi nha. Mì Mí, Mì Mí có biết ngày mai là ngày gì không? Mì Mí. Ngày gì em Mì Mí ngày mai? Dạ, ngày 15 tháng 11, 2012. Rồi 2012 phải không? 2022. 2022. 2022. Chúc mừng sinh nhật anh Hai đi em Mì Mí. Ôm anh Hai. Ôm anh Hai. Ôm anh Hai. Ôm nhau một cái. Tại sao kỳ vậy? Anh Hai, cho em Mì Mí hôn con một cái. Anh ăn. Lẹ lên. Không muốn mặc váy này. Mà má, không muốn mặc váy này sinh nhật của anh Hai. Tối chiều mới sinh nhật mà. Không muốn mặc váy Elsa nói là sinh nhật anh Hai vậy. Tốt lắm con trai, tốt lắm. Rồi bây giờ con được phép đập cái con mèo này để lấy phần thưởng của con nha. Con đồng ý không? Con không muốn mèo à. Con không muốn đập hả? Thôi đập đi. Con thương em mèo hả? Rồi thôi con ngồi xuống đi, con ngồi xuống. Rồi coi nha. Đây là phần thưởng của con bữa giờ đúng không? Đây là tại sao con có được những cái này? Con thương em mèo quá hả? Rồi tại sao ở trong con mèo đó nó có những tờ đó cho con? Đúng rồi, và mỗi lần con giỏi là bác thưởng cho con. Cái gì con? Cái tiền hả? Con biết bao nhiêu không? Một tờ đó là bao nhiêu không? 10.000 hả? 10.000 là sẽ mua được gì con biết không? Không sao hết, con chỉ nhớ nó là cái tờ màu đó thôi nha. Rồi con hãy đập con heo đi cho nó nhanh con trai. Bà bác cho phép con đập á. Bà bác cho phép. Tại sao? Bà bác sẽ mua con khác cho con. Không sao hết á. Chứ con mèo đó nó cũng đã bể rồi nè. Con nhìn nè. Con mèo này nó cũng đã nứt rồi nè. Đó nè. Nó nứt rồi nè. Đó. Bây giờ mình đập đi, mình mua con mới con. Rồi con yêu em mèo. Sao con khóc? Con phải vui lên chứ. Con là chàng trai tình cảm nhất và bà yêu thương nhất luôn á, con hiểu không?
Còn nữa không con? Wow, quá cho trời, 10.000 luôn. Vậy là viết bao nhiêu mà con? Mấy tờ đó là mỗi lần con tập tốt là được một tờ đúng không? Con nghĩ con tập được bao nhiêu lần tốt? Nhiều hả? Con tập nhiều. Vậy một lát con đếm coi có bao nhiêu tờ nha. Dạ. Rồi con sẽ lấy tiền này con sẽ làm gì? Mua đồ chơi. Wow, hả con trai? Con sẽ lấy tiền này con làm gì? Dạ. Dạ con đi bán vé số đi chứ. Cái gì? Dạ con đi bán vé số. Đi bán vé số? Ai chỉ con? Ai chỉ con mua bán vé số vậy? Dạ con đi chơi. Đi chơi cái gì? Dạ con đi chơi nhà banh. À, chơi nhà banh hả? Có mua xe không? Dạ con mua xe nhà banh. Hết tiền chưa? Wow, vẫn còn nữa hả? Wow, còn nữa không? Dạ không, nó chỉ còn vẫn còn thôi. Rồi còn nữa không? Chưa còn. Con lắc qua lắc lại. Mì mì ơi, mì mì có lấy cái đồng xu của mì mì không? Mì mì có lấy cái đồng xu của mì mì không? Rồi. Mì có lấy cái đồng xu của mì mì không? Mì mì ra đây. Rồi bây giờ con đếm đi, con đếm rồi con có bao nhiêu rồi? Đó. Em không ăn hai. Không, bây giờ coi anh hai đã. Coi anh hai đâu. Bà em có tắt máy. Rồi, được. Rồi, mình Mỹ ngồi sát vô với anh hai đếm đi. Có bao nhiêu tờ? 1, 2, 3, 4. Tờ, tờ mà. Rồi, bây giờ con mèo đó hết chưa con? 1, 2, 3, 4. Con nghiêng qua nghiêng lại, con lắc qua lắc lại con mèo. Con biết con mèo đó của ai không? Của con. Nhưng mà trước đó là của ai không biết của không? Của mama. Đúng rồi. Đó con nghiêng qua nghiêng lại. Nghiêng qua nghiêng lại con trai. Con nghiêng qua nghiêng lại. Đó rồi rớt rồi đó. Em mèo nằm ngủ dễ thương không con? Rồi bây giờ mì mí một lát nữa coi con. Một lát nữa mà bá mở cho con coi nhá. Con vô đây đếm tiền với anh hai kìa. Em mì mí vô đây đếm tiền với anh hai. Hai mốt rồi. Phải đến lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wow, vậy là con biết là con làm tốt bao nhiêu lần không? Dạ 32. 32 gì? Dạ 32. 32 lần con làm tốt con mới được 32 tờ tiền đó, con biết không? 32 tờ tiền này con thích nhất là làm gì bây giờ? Dạ con thích nhất là đóng tiền, đánh góp hoặc là đóng tiền để rồi đi chơi. Đi chơi. Chúc mừng con nha. Con đã có được một cái món quà rất là ý nghĩa trong ngày sinh nhật của con. Và tiền này của con á, con được mua cái gì con thích trong cái khoản đó ha. Dạ. Rồi, giỏi.